Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em lý do vì sao mình trang bị cái tai nghe để coi tivi ở nhà mình. Thì mình có mua hai cái tai nghe này, đến bây giờ nó được khoảng chừng 7 năm rồi, nhưng mà nó vẫn hoạt động tốt. Chỉ có điều là mình đã thay cái xốp này nè, bởi vì xài lâu nó bị mục, cũng như là cục pin của nó bị hết hạn sử dụng, mình phải thay pin khác thì nó mới ngon hơn. Thì cái lý do mà mình muốn người nhà mình xem tivi qua cái tai nghe này thay vì cái âm thanh từ tivi á, bởi vì thứ nhất á, là cái sự ảnh hưởng đến người khác. Tức là nếu mà mình ngồi ở nhà mình không xem tivi, nhưng mà con mình xem tivi hay vợ mình xem tivi, thì mình không có nhìn thấy nội dung trên tivi, nhưng nếu mà họ mở cái âm thanh ở trên loa của tivi á, thì mình sẽ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì mình không có nhìn được cái hình nhưng mình vẫn nghe tiếng, cái âm thanh nó cứ léo nhéo bên tai vậy á. Như vậy sẽ là rất là phiền. Nó có thể chúng ta không để ý, chúng ta cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng mà khi mà anh em nghe lâu như vậy thì anh em sẽ bị ảnh hưởng bởi âm thanh rất là nhiều. Thì đó là lý do thứ nhất. Ở lý do thứ hai á, mình muốn là con mình khi mà nó xem tivi thì cái hình ảnh ở trên tivi nó lớn rõ rồi, phim Full HD 4K gì đó rất là rõ ràng rồi, nhưng mà cái âm thanh nó phải được rõ ràng để những cái gì nó nghe chính xác. Đó, bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện như vậy, chúng ta nói chuyện rất rõ ràng, rất từ từ thì có thể nghe được. Nhưng mà trong một cái phim ảnh, trong một cái hoạt hình hay là trong một cái bài hát gì đó, thì đôi lúc á, cái âm thanh nó không được rõ ràng. Và nếu chúng ta nghe bằng cái loa của tivi thì nó lại càng không rõ ràng nữa. Do đó cái việc nghe bằng cái tai nghe này thì nó giúp cho nó nghe cái âm thanh á, nó chính xác hơn, nó chuẩn hơn. Trong quan niệm của mình là cái gì? Nếu mà anh em nghe chuẩn thì anh em sẽ nói chuẩn, input chuẩn thì output sẽ chuẩn. Thì cái lý do thứ hai của mình là cái như vậy. Mình cảm thấy rằng là nó đã đáp ứng rất là tốt những cái mong mỏi của mình, và kết quả mình đạt được cũng rất là tốt. Thứ nhất về cái chuyện là không làm phiền người khác, thì hiện tại tivi nhà mình có 4 người xem, mà có khi 2 người xem thì dùng 2 cái, còn thường thì có 1 người xem thôi thì là sẽ dùng một cái này, và cả nhà xem thì không cần phải dùng cái này xem loa tivi. Thì về cơ bản nó đáp ứng được cái nhu cầu đó, tức là cái người xem tivi không có làm phiền những người khác, bởi vì đây là phòng khách. Còn dĩ nhiên ở trong phòng ngủ riêng thì coi sao cũng được, nhưng mà dù gì cũng không nên phiền người khác bằng âm thanh. Đó là một điều quan trọng, nó đáp ứng rất là tốt. Và thứ hai là cái chuyện là input và output trong cái chuyện nghe loài người nói chuyện, hoặc là cũng như là nghe cái tiếng Anh chẳng hạn. Thì con mình học hai thứ tiếng, thứ nhất tiếng Anh, hai tiếng Việt. Tiếng Việt thì mình nói chuyện với nó, mình nói chuyện rất là rõ ràng, rất từ từ, mình rất là hay nói chuyện với nó, chia sẻ với nó, cho nên là nó rất là giỏi tiếng Việt, nó hiểu tiếng Việt rất là tốt và nói tiếng Việt rất là tốt, tình cảm rất là nhiều trong những câu từ nó hiểu mà. Đó, còn tiếng Anh cũng vậy, nó rất rõ ràng, rất chi tiết, rất cụ thể. Và cái cách nói tiếng Anh của nó, cái tiếng Anh nó có được hầu hết có từ cái việc là nó input những cái tiếng Anh rất là rõ ràng từ cái tai nghe này, từ cái iPad hay từ cái máy tính mà có trang bị tai nghe, hay những cái loa rõ ràng, thì nó đóng góp rất là nhiều trong cái việc phát triển ngôn ngữ và cách nói chuyện, cách trao đổi của con cái mình. Đó, thì cái này đáp ứng hai cái như vậy. Về cái tai nghe này thì cụ thể nó là cái Sennheiser HDR175. Mình nhớ là mua cách đây đâu 6, 7 hay 5 năm gì đó, hình như là 7 năm. Và mình mua của nhà phân phối Sennheiser. Giá một cặp mình mua nó đâu đó vào khoảng chừng 7-8 triệu gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà anh em thấy là đến bây giờ mình xài nó rất là lâu rồi, nó vẫn còn y chang vậy, nó vẫn còn phục vụ rất là tốt. Nó kết nối với lại một cái dock của nó bằng cái sóng riêng của nó, do đó là nó không bị ảnh hưởng bởi những cái sóng wireless xung quanh. Và âm thanh của nó gần như là không bị delay, nó luôn luôn có cái âm thanh như mình có tivi bình thường vậy. Và về cái pin của nó thì trong này nó có một cục pin, mỗi bên nó một cục pin, và ở trên nó có những cái chỗ để sạc. Và bản thân trên cái dock á, ngoài cái chuyện nó phát sóng cho này nhận á, thì nó còn có những chỗ sạc, khi mà mình coi xong á, mình chỉ cần gá lên và nó sạc. Tức là bọn mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp là cái này nó bị hết pin hết á, gần như chưa bao giờ bị hết pin. Không những cái cấu hình pin nó lâu, mà vấn đề là nó dễ dàng trong cái chuyện coi như cái đế sạc là cái chỗ để cắt cái tai nghe, và chúng ta không vứt tai nghe lung tung. Như vậy lúc nào nó có pin để xài. Thì trên cái đế đó chúng ta còn có những cái nút để điều chỉnh âm thanh cao thấp, hay là những cái nguồn vào, nó có nguồn vào bằng cáp quang. Hiện tại mình dùng nguồn vào cáp quang, nó có nguồn vào bằng cái analog nữa. Còn trên cái tai nghe này thì nó có những cái phím điều khiển
cơ bản, chúng ta sẽ có tăng giảm cái âm lượng, chúng ta sẽ có điều khiển cái âm thanh surround cũng như là điều khiển âm thanh bass nó đậm nó nhạt gì đó thì tùy anh em. Đó thì nói chung là cũng rất là cơ bản. Và ở trên cái band này thì nó có cao su treo đây. Đó, và cái tai nghe bản thân nó lắc được những hướng này. Và do đó là khi mà mình đeo như vậy mình xài thì mình cảm thấy không khó chịu, không bị nóng quá mức. Dĩ nhiên này, nhà anh em đừng quá nóng. Đó, như vậy. Đó. Thì cái tai nghe của mình nó là cái dòng HDR175 á, nó có những cái dòng 185 và có những dòng 165, 155 gì đó, nó thấp hơn chút xíu nữa. Rồi nó có những cái loại khác nữa đeo vào tai như vậy. Và nó có những hãng khác nữa. Đây là Sennheiser thì mình thấy như vậy. Thì do đó là mình nghĩ rằng là nếu như em suy nghĩ về cái chuyện âm thanh xem TV, ngoài cái loa của TV, ngoài những cái hệ thống sound bar đắt tiền, hoặc là ngoài hệ thống âm thanh surround 5.1, 6.1 gì đó, thì cái việc dùng tai nghe để coi TV cũng khá là thú vị. Anh em nhớ thử nha. Rồi, xin cảm ơn nha.